Welcome mọi người đến với kênh của Việt Florida US. Hôm nay mấy tuần nay Steven không có thời gian nhiều để đi vòng vòng quay phim. Tại vì hồi xưa thì trước khi mình đi làm YouTube á, thì mình cũng có mấy người nói là mình làm YouTube là kênh của mình đó được lấy commission á, thì rất là khó. Mà cái tính của Steven thì nó hơi cứng đầu không? Cái gì mình cũng phải thử, mình thử coi làm sao. Thì cũng cố gắng thì từ từ nó cũng được lấy commission rồi, mà như là làm thì dịch lúc dịch thì mình làm cho nó vui thôi, mà thấy thời gian từ từ cái mỗi cái video mình đi quay rồi mình về mình edit rồi mình lum la chân á, thì mình không có đủ thời gian để làm cái này cái kia. Như vậy mình cũng hy vọng là trước khi mình retire á, thì mình cũng có đủ lấy được cái nút bạc. Thì nếu mình tiền đó, nếu mình có nút bạc rồi á, thì cái fan mà ủng hộ mà để cho cái video của mình nó được đề xuất trên YouTube á, thì nó cao hơn. Thì hiện tại cái kênh của Steven cũng có 14.000 anh chị subscribe, đăng ký kênh và ủng hộ video. Nhưng mà 14.000 người đó họ có cái nhiều cái sở thích khác nhau, họ tìm hiểu về cuộc sống ở Florida, họ tìm hiểu về nhà cửa, rồi du lịch, ăn uống, mà ăn uống thì rất là ít. Bởi vì phần đông mà nếu mà Steven có đăng video mà về ăn uống á, thì có nhiều anh chị giống như là unsubscribe. Mình biết mình đăng mỗi lần đăng video về ăn uống á, là mất ít nhất từ 10 tới 15 người. Mà hôm nay mình cũng phải làm một cái video về ăn uống, tại vì hôm nay là ngày sinh nhật của con nhỏ em gái. Hồi xưa nó sống với mình nhỏ baby, mà nó đi lẩm đẩm ở nhà mình từ mấy năm trước đó, phải không? Bây giờ nó cũng đi học rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Thì Steven sẽ chạy qua bên kia quay một chút video để làm kỷ niệm cho con bé đó với gia đình của mình thôi. Ok, anh chị nào mà cũng có theo dõi Steven thì theo chân mình qua đó chơi. Rồi sẵn là xem nhà của con nhỏ em mình luôn. Thì nó cũng mới làm cái nhà lưới mà bánh ra mình chứng chưa thời gian qua đó mình coi, phải không? Để mình chạy qua thì anh chị và các bạn hãy theo chân mình qua đó xem cho vui. Ok. Tới nhà con nhỏ em á thì cũng khoảng chừng mai rưỡi nhất, cái từ hơn 2 cây số nha, khoảng chừng 2 cây số rưỡi thôi. Thì chạy qua cái đèn đỏ rồi còn tí nó tới, nó đi nằm ngang ở khu Rivers với Summerstone. Thì khu đó Steven cũng quay nhà nhiều lần cho anh chị các bạn xem rồi, thì hôm nay mình cũng quay sơ lại một lần nữa cho anh chị và các bạn xem khi cái nhà đó đã hoàn thành. Đường này chạy xuống dưới kia một tí á, thì qua khỏi cái đèn đỏ này á, nó nằm phía bên tay phải, phải không? Hồi xưa thì Steven cũng có làm thử video, còn mình không có, lúc đầu mình cũng chưa có kinh nghiệm làm video, không, bây giờ cũng chưa chắc mình đủ kinh nghiệm nữa, mà có một cái là mình có thể hiểu biết thêm hơn về cách làm video, như tỷ mình làm cái video về đề tài gì có thể được có nhiều người ủng hộ hơn. Mà đa số như tỷ mấy người mà làm video gì đó đây, ăn chơi cái này kia lặt vặt đi du lịch này thì hiếm có người được ủng hộ nhiều. Tại vì khi mình làm cái video mà cho người ta có một lý do mà để xem video của mình á, thì cái video nó sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Nếu anh chị mà các bạn nào mà có xem video của mình á, thì có mấy người cũng có hỏi làm video cách nào để được monetization, có nghĩa là được YouTube để trả tiền á, thì nó cũng tương đối, nó cũng khá dễ thôi. Mà nó dễ thì không dễ, mà khó thì không khó. Tại vì lúc đầu mà nếu mình làm video mà để chủ yếu là để làm tiền á, để kiếm tiền sống á, thì nó tùy theo cái đó, là cũng tùy theo cái may mắn của mình nữa. Nếu mình nói chuyện mà đủ gây cấn, nói chuyện đủ duyên dáng để cho người ta hoặc thu hút á, thì người ta sẽ xem video như mình nhiều hơn. Mà là có cái là Steven lười, không phải lười mà giống như mình không có thời gian. Tại vì trên video thì vậy thôi, mà thật sự
có nhiều anh chị hỏi về Steven năm nay bao nhiêu tuổi rồi, thì thật sự ở ngoài đời thì năm nay Steven cũng 50 51 rồi. Cái thời gian mà để làm YouTube của mình đó, nó không, nghĩa là mình có đủ điều kiện để làm YouTube mà mình không có đủ thời gian để làm YouTube. Thì nếu mà anh chị hoặc em nào mà thích làm YouTube á, thì lúc đầu á, mình nên bỏ thời gian để mình làm về, giống nghĩa là về thú vui thôi, chứ đừng có mong đợi quá về YouTube. Tại vì YouTube nó ở Việt Nam nó ngộ lắm. Người ở bên Việt Nam á, làm YouTube lên á, thì YouTube nó sẽ đề xuất cái video cho người ta xem, để nước ngoài xem, để nó chạy cái quảng cáo, nghĩa là nó ăn cái tiền quảng cáo của người chạy quảng cáo. Thì ở người YouTube ở bên Việt Nam làm cái cơ hội nó thắng cao hơn là ở nước ngoài. Tại vì nước ngoài á, YouTube đó, tại vì Steven có quen với một người bạn chuyên môn làm gì YouTube á, thì họ nói, có nghĩa là có người làm cho công ty YouTube luôn, họ nói là ở bên nước ngoài á, YouTube nó cố ý nó đè cái video xuống để cho người làm YouTube á, đầu cái bỏ tiền ra để chạy cái quảng cáo cho cái YouTube đó. Để giống như là để quảng bá cái kênh của mình á. Nói sơ qua thì chạy đã tới nhà của nhỏ em này nè. Cái khu này mình cũng quay video nhiều lần cho anh chị xem rồi. Phía bên kia đường là khu Summer Stone. Khu này là nó có tụi operator để trả lời. Nếu mình đi đến địa chỉ nhà có ai số mấy thì nó, nếu đúng địa chỉ thì họ cho mình vô. Bữa này cho mình vô chị vô nè. Cái khu này thì hai bên nó có hàng cổ thụ đẹp lắm, mát. Mà nhà ở đây, cái tụi builder của khu này á, là tụi Taylor Morrison. Cái xây nhà cũng luxury không anh chị và các bạn, giống như dạng mà villa. Nhà em cũng mới vừa xây, nhà em nó đặt xây hàng năm rồi, mất gần một năm trời mới xong á. Cái căn nhà này hồi xưa là 900 mấy ngàn nha, rồi mới bỏ tiền option để kia lạc vạn lên á, là cái tiền nó trội, nó đội lên tới gần nha 1.500.000 tất cả. Cái khuôn mặt quen thuộc. Let me put this here before I spill it. Hi. Guys, if you guys need anything. This is my diarrhea. Sunny, you have to introduce yourself. Okay, I'm Emma. Hello. Man, nguyên cái nhà khu này là khu nhà của khu đầu khô hả? Man, it's all dry food in here, man. Yeah, không ướt. Shit, you can eat for a couple of months here. You can have a couple of hurricane before this food run out. You could have bed in here. Oh, yeah. So then we did it. Then... Wait, I have to tell them something. I'm everywhere. Yeah. I'm everywhere. Yeah. I'm telling it. What? What are you trying to say? $10 million, so you guys could like. Come on. Hey, what's your name? That table is where the all the Hôm nay thì bún cái này bò kho á nghe. Oh man. Where's your key? Hi guys. Where's your key?
Seriously, that's our Uncle Steven's GoPro. He makes videos. This place is right by Glenn's uncle's house where I'm just from. You don't want to die, dude. I think you don't want to die. Yep, yo, what's up, bro? Chef David End in the house. Yeah. Bạn gọi ốc tôi ngon á. Đây hả? No, cái này nè. Hôm nay đồ ăn nhiều quá, nhiều không biết ăn cái gì hết. Hôm nay phát hiện ra đây có này gọi ốc nè. Này gọi ốc nè. Nè, này gọi luôn ra nha. Nhiều gọi quá rồi, cơm xào chân trâu. Nè, đồ ăn nhiều quá, không sang đi. Chưa lên video mắc cỡ đó. Giờ lên video dính nè. Trời mặt kêu vô hết bạn. Không sỉnh không về. Không sỉnh không về. Không sỉnh không về. They weren't done whenever we were. Deep. No socks. No socks. Yeah, where's your husband? Con bé này nó sợ lên phim nè. Sớm em. Hey, what's your name? Say hi. Say hi. Say hi. Camera shy. How many winners? Is there any more coming out? Oh, someone, hey. Yeah. Oh, I see winner. Hey! 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 H
Congratulations. My God, my leg. Oh my God, I can't do this anymore. Oh man, my leg. Look at the side of it. Chưa, chưa, đi dầm mới ăn. Ăn gỏi. Justin. Oh, this is mine, right? Huh? Thank you. Nice to have you. Let's do another challenge. Then you volunteer. What are we doing? What are we doing is challenge. Yo. Muốn lại quay phim số này gặp mà thích tay ngồi à cái mình. Muốn lại quay phim hả? À? Chết rồi có kính răng rồi. Làm cái thằng quay video gặp Thảo vui lắm. Ồ chơi cái đèn này ngầu quá ta. Nó phải mua thêm vài cái nữa, phải mua vài cái nữa. Có người thui nè. Nhưng mà trong miệng có cái đũa. Chết rồi. You can use your hand to put the chopstick into your mouth, and then you have to, however you do it, to get the pacifier onto the chopstick. Come on, Dave. You know what you're doing. Go. Scoop it out. There you go. Now. Oh. No hand. Done. Đấy, đầy bàn luôn, không biết ăn nào, không biết ăn cái gì luôn nè. Ăn gì vậy Thí? Thí nhìn nó trợn mắt, hết dám ăn luôn. Nhiều quá giờ không biết ăn cái gì luôn.